Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn. Nhưng mình có một yêu cầu nho nhỏ thế này, mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh khi xem video của mình, cũng coi như là để ủng hộ mình để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào các nhà, mình sẽ bắt đầu tôi mở. Một trăm màu ở đây. Đây là phét thôi. Đây vẫn là con người. Nó điên mày chết. Nên săn mồi là đứng như con rải đen thui thủi lùi. Kè đang sống thích tự nhiên phải đi lính, kè với lộ nhau nặng lính đậm đéo tự nhiên phải đi học lính đã hơi với lộ. Thế mà mày bảo này nên lúc người đi học xong đi mẹ đi làm mua gì à, đi mẹ mày hai năm mới mua được đi lính nữa mà mẹ đã hơi với lộ tự nhiên lại dậy mà đi lính. Đúng rồi, mẹ bảo thế với tôi chạy tiền còn hư. Đấy, sợ tôi chạy tiền. Mẹ bảo là thích thì xong rồi, có thể để chạy tiền. Mà chạy tiền thì xong kiểu như là nó kiểu chạy cùng anh Tùng nữa. Đấy, có cái ông ấy làm trong quân đội mà. Ông làm trong công an nào? Ông nào bên nhà ngoại nhỉ? Tôi chắc nói chuyện với ông ấy cho nó xích mình là quên mất tên nào rồi. Ông nhà mình cũng là ở đó. Nhưng mà ông thì không biết được xin kiểu gì hay là như nào, chưa rõ. Kiểu gì nó trời ơi. Ông này là kiểu như là chiến tranh nhà nước nó cấp. Chiến Mỹ đó, nên phải chiến đấu Mỹ luôn đó. Ngồi dạng mình vừa đâu, ngồi dạng dễ ăn đâu. Thì bảo ông bên nhà ngoại này bắn nòi với ông bên nhà nội. Ông bên nhà ngoại như là không quân đội thế nào. Thế cái địch mẹ này làm cái vần nó sẽ ở bên ngoại cơ. Ông đấy làm cái vần nó sẽ thế mà đòi được địch mẹ. Nhưng mà mẹ bảo được địch ăn đi. Chỉ là công xã thì xã nó mời đi mà, không phải quân đội mời đâu. Cái điểm nhà nước mà cho ra xã nó mới cấp đi, cho nó mới lấy xe đi ấy. Mạnh này em xã nó nữa đâu lại mở ấy, xã đi chứ mà xã mà điềm cặp đi nhà nước thì là nhà bắt buộc nhà nước về thì xã nó không cho, xã nó không để ý tới cái thằng đói, nó không mời đi được cái gì. Nhà nước nó bảo là mời cả lũ đi nhưng mà xã nó không mời hết, nó mời chỉ mấy thằng thôi được không? Thì xã đi tù thì nhà nước biết đéo được. Mẹ tôi mới phô đi mẹ. Thằng nào phô? Mẹ cái chỗ đi phô. Ai phô là được người ta là chính là ta phô được gì nữa. Ừ, được tiền à? Mẹ nó còn biết căn cước của mình rồi, hiểu rồi. Biết nhưng mà mình không nộp lên đúng không? Bọn xã không nộp lên. Thì mọi em ngu biết nó tra biển để đi xe ô tô thì sao nó biết mình? Mẹ mày ngu là. Làm gì? Lúc mày đi xe đấy hay là cái gì ư? Con nó biết mày là chủ nhân là gì ấy? Mẹ. Nên kệ mẹ nó à? Thế thì nó biết ngay mày luôn. Thế nó xin được là xin được. Cái bảo là xin được là xin được. Đúng rồi, đúng rồi. Không thì đi thôi. Được rồi. Hai tay quốc đã làm gì cho đây? Cục bắt ta đi. Cục đàn gì tạ. Làm cái đéo vậy đâu. Bắt bố mình đi. Bố đang sống yên ổn. Thằng này cháu sống yên ổn hiểu không? Tự nhiên bắt đi 2 năm liền. 1-2 tháng nó chết bẹ người rồi. Đúng rồi, còn là người nữa. Đã thấy xong đi vào gặp mấy thằng lớn lớn lại đấm dở hơi, sao lại đéo ngăn thì mẹ dở hơi, nó giết người vẫn đéo ngăn. Đéo bắt nó đi tù làm đéo rồi. Lại vẫn cứ bảo là nó đang trong quá trình huấn luyện của quân đội, không làm sao hết các thứ. Mẹ dở hơi thấy bố cầm dao giết cả lũ thì mẹ bố cầm được khẩu súng bố quay ra bố bắn. Bố đang chỉ huy giết mẹ đi.
xong bảo là trẻ con biết gì đâu mẹ hơi đúng và đấy như cái vụ ấy đấy, cái vụ mà thằng bị đấm trong chết luôn đấy, tử vong đấy, đúng chỉ bị đấm thôi, méo mặt các thứ, xong cái bọn bị đấm kia lại cứ kiểu bố mẹ bẻ bênh cái thứ rồi. Mà có ông nội cái thứ thế là cái nhà đấy kè luôn. Oan là chết oan. Tự nhiên là chết oan, sợ hơi luôn. Cái lần mà bọn gần đây này nó vừa cái bọn 2K4 hay là cái bấy nó vừa vào quân đội như thế này. Cái bọn nào? Đi bạn mình đi đâu nhá. Cái bọn nào nó vừa vào quân đội?